Rồi xin chào anh em nha. Chào anh em thích chế cháo nha. Hôm nay mình có ít nguồn này. Nguồn này làm được 12V nhá, ra DC 12V và 24V nhá. Cái này nó là tương đương với 10A nhá. Nạp bình ắc quy 10A trở xuống nha. 10A thì nó nạp 5 6 7 8 thì rất nhanh nha. Còn nạp 20A thì nó rất chi lặng, nó không nạp được đâu. Nạp nó nặng, nó lâu. Cũng được, nó lâu. Đây là những cái này thì chế ra được cái mạch loa nhá, bởi vì nó có cả nguồn 24V nhá. Đấy. Đây em chế ra này. Cái đây là vơ dung to nhỏ này. Bởi trắng tên người ta mới phụ mình. Thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không sang giàu lợi. Mình báo giá luôn nha. Cái mạch này mình đã chế loa rồi á thì là 450 cục này, cả cái mạch loa này. Về sẵn thì đôi loa nào đó ấy ra được. Đôi loa là bát 25 trở xuống nha. Nó chạy ok nha. Mạch này là 450 này. Còn những cái mạch này là chỉ nạp được ắc quy thôi, chưa chế ra thành cái mạch loa ấy. Thì nếu chế như mua về như này á thì là 300 này. Còn chế ra mạch loa rồi là 450 này. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Alo trực tiếp vào cho Long nhé. Đấy, chế mạch loa 12 và 24V. Clip mình xin rút ngắn gọn đến đây thôi nhé. Anh em nào cần chế cháo về loa ấy, thích chế cháo thì alo cho mình. Cái này nó là nguồn của Singapore nhá, nguồn của Tây nhá, chứ không phải là của tàu hay Việt Nam gì nhá. Của Singapore đấy, nó nguyên đai nguyên kiện nó như này đấy. Nó là nó rất nhiều, mình nhặt được chục 7 món về mình bán lẻ, chế ra bán lẻ cho anh em nha. Rồi xin chào anh em nhé.